Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Không đời nào ma cà rồng làm gì có thật, tập 52. Khách hàng 124, suất cơm cá hồi của quý khách đã hoàn thành. Của tôi. Cửa hàng ồn ào đến mức không thể trò chuyện được. Xuyên chế. Xong rồi, giờ chúng ta nên đi nhỉ. Uống cạn rượu trong chớp mắt không giống cậu ấy thường ngày chút nào. Chẳng phải cậu ấy đã nói rằng tốt nhất là thưởng thức rượu từ từ sao? Và sau đó sau đó chúng tôi đi chơi bowling. Hạ hông xuống thêm một chút. Giống vậy ư? Một phòng chơi bia và khu vui chơi. Tuyệt, lấy được rồi. Ồ, cạch. Wow, còn tuyệt lắm. Mình nghĩ là mình hiểu rồi. Ồ, bột. Cậu ấy đang cố tình tránh bất cứ cuộc trò chuyện nào. Đông ha, đợi tôi với. Đông ha, khỉ thật, không tốt chút nào. Nơi này quá yên tĩnh, sao đột nhiên cậu lại tới công viên? Cậu muốn đi dạo à? Xin chơi, chúng ta cần nói chuyện. Ôi nhìn kìa, Ngô. Ngô, anh bán bao nhiêu vậy? 2.000 won một túi. Xuyên chê, tôi no rồi. Tôi sẽ lấy một túi. Ôi, thật ra thì hãy làm 5 túi đi ạ. Chúng ta sẽ mang chúng về nhà và ăn sau. Cậu luôn luôn mua đồ ăn cho tôi, Xuyên chê ạ. Cậu có hài lòng về Ngô không? Cậu có thể thích tôi nhiều như thích Ngô không? Cậu đang làm tôi ghen tị đó. Xion. Ồ đúng rồi. Tôi nghĩ có một đài phun nước phát ra tiếng nhạc quanh đây. Có lẽ là ở bên trong kia. Cậu có muốn về nhà bây giờ không Đông ha? Cũng đã muộn rồi. Cái đó, tôi thực sự có chuyện muốn nói với cậu. Đông Ha và Xuyên Chê.